lấy nhiêu vậy thằng mèo? Dạ lấy top 1 top 2 này. À đây cờ mới đi bán. Đây cờ mới đi bán. Thêm slot nữa. Đâu? Đó, nó chat trên thông báo chung kìa. À? Top 1 được 2 triệu. Áo. Top 1 nhận được 2 triệu giao đấu. Hai chỉ vé tham gia thôi không. Có này mới giúp mình ở trong mình thì mèo ơi, ông mua bản hắc ở đâu vậy? Ông chuyện quá, chuyện lại cho tôi. Trục tim trong đó mà tránh gì? Trục tim trong đó à? Ừ. Lấy thiên đế vào đâu ấy? Có chút xíu.